vui được gặp lại các em trong số tiếp theo của Vương quốc nội chơi của chị Lý Lắc. Ngày hôm nay tụi mình sẽ cùng tìm hiểu xem bước tiếp theo của Hatchimon là gì. Đó chính là giai đoạn mà Hatchimon của chúng ta nở ra. Các em nhỏ của chị lưu ý nha, khi mà mắt của Hatchimon bắt đầu nhấp nháy nhiều màu liên tục, có nghĩa là bạn ấy đã sẵn sàng để bắt đầu đục lớp vỏ này và nở ra đó các em. Tụi mình phải xoa đáy trứng liên tục như thế này thì bạn ấy mới có thể nhanh chóng chui ra khỏi vỏ trứng và gặp chúng ta đó các em. Các bạn nhỏ của chị biết không, khi Hatchimon nở ra khỏi trứng rồi á, chị em tụi mình á sẽ thỏa thích nè, dạy cho Hatchimon á tập đi nè, Hatchimon có thể tập nói nè, rồi tập nhảy nữa đó các em. Chị em tụi mình sẽ thỏa thích chơi chung với Hatchimon luôn. Xoa liên tục. Mà các bạn nhỏ của chị cũng phải nhớ nha, Hatchimon của tụi mình chỉ nở một lần duy nhất mà thôi. Và cái quá trình mà Hatchimon á tự đục quả trứng để chui ra ngoài á sẽ mất từ 20 đến 25 phút. Cho nên chị em tụi mình phải thiệt là kiên trì, phải thiệt chịu khó nè, liên tục xoa nè. Mặc dù có thể là một lát nữa mở tay đó, nhưng mà tụi mình cũng không có được dừng lại nha các em. Tụi mình phải giúp đỡ Hatchimon chứ đúng không? Một mảng lớn đã lòi ra rồi nè các em. Đó. Vậy là chỉ một chút xíu nữa thôi, chị em tụi mình sẽ được gặp Hatchimon đáng yêu. Đó. Trời ơi Hatchimon, cỡ lên. Soho của chị á là không có được á hả, cà nanh cà hẹ với lại bạn mới này nghe chưa. Em còn nhỏ lắm, tụi mình phải cùng nhau nuông chiều nha. Wow, chị thấy là bạn Hatchimon của tụi mình á đã mổ được á vỏ trứng tách ra luôn rồi nè. Bây giờ á, nhiệm vụ của chị em tụi mình là giúp đỡ Hatchimon tiếp tục nha. Chị em tụi mình sẽ tách phần vỏ trứng ở phía trên ra giúp cho bạn ấy nè. Một bạn Hatchimon thiệt là dễ thương. Em muốn ra lắm đúng không? Bây giờ nhiệm vụ của chị em là tiếp tục giúp bạn ấy bằng cách hãy giữ chắc bạn Hatchimon nè. Giữ một tay còn lại sẽ giữ phần đáy trứng phía dưới. Em sẽ giữ chắc chắn và mở cho đến khi nào nghe một tiếng tắt thì có nghĩa là Hatchimon của tụi mình đã sẵn sàng. Đây chính là bạn Hatchimon. Các em ơi, như chị nói là Hatchimon chỉ nở một lần duy nhất, cho nên bây giờ tụi mình phải dọn dẹp sạch sẽ phần vỏ trứng nè. Kiểm tra coi xung quanh người Hatchimon của mình có còn dính miếng vỏ trứng nào không. Bước tiếp theo đó là chị em tụi mình á sẽ mở lớp bì bọc này lại nha. Sẽ mở ra nè. Cái đuôi nè, cái cánh nè. Trời ơi dễ thương quá. Chào Hatchimon, Hatchimon ơi em chào tất cả các bạn đi. Xin chào cả nhà tụi mình nha. Hatchimon đã sẵn sàng với chúng ta với những hoạt động như là chơi đùa rồi nè. Thì tụi mình sẽ giúp cho Hatchimon hoạt động bằng cách nhấn và giữ bụng bạn ấy. Hatchimon đã hát bài Happy Birthday đó tụi em. Trời ơi giọng Hatchimon đáng yêu quá đi hả. Nè chào Soho nè. Soho chào em đi. Soho xin chào Hatchimon. Hatchimon cũng xin chào Soho nha. Hatchimon chào tất cả các anh chị đang xem chương trình nè. Như vậy là nãy giờ chị em tụi mình đã cùng nhau theo dõi quá trình Hatchimon nở ra. Rất là vui, rất là thú vị đúng không nè các em. Và thường thì quá trình này sẽ kéo dài từ 20 cho đến 30 phút. Bây giờ thì chị cần phải nói với các bạn một điều, đó là hãy đón xem tập tiếp theo của chương trình. Đó là giai đoạn thứ 3, giai đoạn Hatchimon là một đứa trẻ sơ sinh đó nha. Còn bây giờ chị sẽ cho các em một sự hồi hộp hơn nữa với phần câu hỏi đố vui của mỗi tuần. Câu hỏi của tuần này như sau: làm thế nào để giúp Hatchimon nở ra? 1. Dùng búa đập vỏ trứng. 2. Dùng kéo cắt vỏ trứng. 3. Dùng tay xoa vỏ trứng. Câu hỏi rất đơn giản, nhiệm vụ của các em đó là hãy đưa ra câu trả lời của mình ở phần bình luận phía dưới video này. Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 câu trả lời đúng và may mắn nhất để nhận voucher trị giá 300.000 đồng mua hàng tại My Kingdom. Để biết những thông tin chi tiết thì các em hãy lên fanpage My Kingdom Channel để tìm hiểu thêm nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo của chương trình Chơi cùng Hatchimon.